Cô Tường xin chào các bạn học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với lớp học trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay. Ở các tiết toán trước, các con đã được học về phép chia và tên gọi các thành phần trong phép chia. Nhưng đôi khi có một số bài toán người ta sẽ ẩn đi một thành phần nào đó và yêu cầu chúng ta đi tìm. Cho nên hôm nay, cô Tường mời các con cùng cô khám phá cách tìm số bị chia nha con. Đây là một bài học rất thú vị, bởi vì sau này con sẽ vận dụng nó rất nhiều luôn đó. Và bây giờ cô Tiền muốn là các con hãy tự nhẩm lại tên gọi các thành phần trong phép chia nha con. Trước khi vào nội dung bài học hôm nay thì cô Tiền muốn đố các con một chút nha. Các con hãy quan sát thật kỹ lên màn hình nha. Hè vừa rồi có hai bạn học sinh đến nhà thăm cô Tuyền nè. Và cô quyết định sẽ ra vườn hái táo tặng các bạn ấy. Cô Tuyền hái một rổ táo như vậy nè con. Cô đem chia cho hai bạn thì mỗi bạn được 3 quả táo. Như vậy, các con có biết là cô Tuyền phải hái bao nhiêu quả táo không? Con đã có đáp án của mình chưa nào? Cô Tuyền xin chúc mừng bạn nào mà có đáp án là 6 quả táo nha con. Cô nghĩ là các con cũng dễ dàng tìm ra được đáp án đúng không nè? Bởi vì mỗi bạn có 3 quả táo, mà có 2 bạn thì chúng ta sẽ lấy 3 nhân 2, được là 6 quả táo nha con. Và bây giờ, các con có nhận ra rằng các con vừa mới biết cách tìm số bị chia rồi đó. Thật là dễ dàng đúng không nào? Để các con dễ hình dung hơn nữa, thì cô Tiền sẽ thay rổ táo bằng chữ X nha con. Giống như bài tìm X mà chúng ta hay học nè. X chia 2 bằng 3. Như vậy, khi đi tìm x, các con lấy 3 nhân 2, tìm được x bằng 6. Vậy bây giờ chữ x chính là thành phần số bị chia đó con. Còn số 2 là thành phần số chia. Và số 3 là kết quả của phép chia ta gọi là thương đó con. Và việc mà các con tìm x bằng cách lấy 3 nhân 2 chính là các con đang đi tìm số bị chia bằng cách lấy thương nhân với số chia đó con. Thật dễ dàng quá đúng không nào các con? Như vậy, từ bài toán trên, các con đã tự khám phá ra cách tìm số bị chia rồi đó. Cô Tiền sẽ ghi lại giúp các con nha. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Các con hãy tự nhẩm lại 2 lần nha. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Cô Tuyền mời các con nhẩm lại thêm một lần nữa nha. Cô đã che bớt đi rồi đó, các con có biết chỗ đó là chữ gì không? Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Một lần cuối cùng nữa nha con. Và bây giờ cô Tiền sẽ che đi những yếu tố quan trọng. Các con hãy tự đọc lại. Khi mà đọc được có nghĩa là các con đã thuộc rồi đó. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Chắc là các bạn đang cảm thấy rất là hào hứng đúng không nào? Bởi vì chúng ta đã
biết cách tìm số bị chia rồi đó con. Bây giờ thì cô Tuyền có bài toán này, các con tính nhẩm cho cô nha. Sáu chia ba bằng hai, và hai nhân ba bằng sáu. Bài toán này cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia đó con. Tương tự như vậy, các bạn hãy tự thực hiện các cột còn lại nha con. Cô Tuyền mời các con sửa bài nha. Và bây giờ cô Tuyền mời các con bước qua bài tập thứ hai, cũng khá là quen thuộc, bài tìm x đó con. Cô có 3 câu A, B, C. Câu A: x chia 2 bằng 3. Các con nhìn vào bài toán và xác định cho cô là chữ x là thành phần gì trong phép chia vậy nè con? À, chữ x là thành phần số bị chia nha con. Và các con nhẩm lại trong đầu, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Như vậy các con hãy tự thực hiện bài toán nha con. Các con nhớ trình bày bài tìm x thẳng cột như là trong lớp các cô hay dạy cho các con đó. Rồi bây giờ cô Tuyền mời các con sửa bài nha. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Như vậy x chia 2 bằng 3, muốn tìm x chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 2, x bằng 6. Tương tự như vậy, các con sẽ tự thực hiện câu B và câu C, rồi nộp kết quả lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình nha con. Bên cạnh đó, để giúp các con rèn luyện hơn về cách tìm số bị chia thì cô Tuyền có một số bài tập như sau. Các con sẽ thực hiện vào vở và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Tìm x, x chia 4 bằng 5, x chia 6 bằng 3, x chia 7 bằng 2, x chia 8 bằng 4, x chia 7 bằng 5, x chia 9 bằng 2. Bài học của cô Tuyền đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong các tiết học tiếp theo nha. Chúc các con sẽ có một ngày thật là vui vẻ.